Em bơi tới đây rồi. Nước chảy xiết quá ha. Đến một cái chỗ này cho mọi người coi cảnh ngắm hoàng hôn trong rừng ngập mặn. Mấy cái rác thải ở Việt Nam mình thì em cắt bỏ, không đăng lên kênh Tiêu đâu. Nhưng mọi người biết tình hình đất nước mình như thế nào ha. Không có tươi đẹp như trong cái video mà tôi đăng đâu. Rác không ạ. Chê. Chỗ này bị che mấy cái cây rồi. Chị chê, come here. Chị chê. Không có bơi giỏi, không có đi tìm được nó đâu. Chị chê, come here. Come over here. Này nè. Để anh quay cảnh này, anh kiếm coi được đồng xu nào cho con ăn cơm không nha. Hoàng hôn trong rừng ngập mặn. Này. Sao cái hoàng hôn này này nó khoái móc lỗ lắm. Vì cái tính tò mò móc lỗ mà bị người ta luồn cái sợi dây thun á, thò tay vô bóp một cái là kẹt kẹt sợi dây thun trong nó là sưng thúi tay luôn. Nó tới nó cắt tay ra. Nó ăn thịt mà nó bẫy đi bẫy chết không à. Đây, hoàng hôn trong rừng ngập mặn. Góc này. Móc cho tôi cục vàng hay cục kim cương coi. Gán móc cục kim cương đi con. Ăn được suốt cuộc đời con luôn á. Móc sao ra cục kim cương đi. Đừng ra cục cứt được rồi. Thôi anh về đây. Go. Go. Nước chảy quá hả? Go home thôi. Tắt máy rồi.